Bạn đã bao giờ nghĩ rằng thời gian điều mà chúng ta vẫn tin là ổn định và đều đặn, nhưng thực chất lại có thể uốn cổng, kéo dài, thậm chí chậm lại? Chúng ta kiểm tra đồng hồ, cảm nhận từng phút một trôi qua như một điều hiển nhiên. Nhưng nếu tôi nói rằng thời gian có thể bị bẻ cong, kéo dài, thậm chí chậm lại tùy thuộc vào nơi bạn đứng trong vũ trụ, bạn có tin không? Hãy tưởng tượng bạn và người bạn thân đang tham gia một cuộc phiêu lưu ngoài không gian, du hành trên những con tàu vũ trụ gần tốc độ ánh sáng. Ban đầu, mọi thứ dường như bình thường, hai bạn trò chuyện, giao tiếp và thời gian trôi qua với tốc độ quen thuộc. Nhưng khi con tàu của người bạn tăng tốc, tiến gần hơn đến tốc độ ánh sáng, từ góc nhìn của bạn, một điều kỳ lạ xảy ra. Con tàu của họ dường như di chuyển chậm lại, mọi hành động của họ kéo dài như trong một thước phim quay chậm. Ngay cả các tin nhắn gửi đến bạn cũng bị kéo dài như thế, chúng đang xuyên qua dòng thời gian bị nén. Tuy nhiên, từ bên trong con tàu, bạn của bạn lại không nhận ra điều gì khác lạ. Với họ, thời gian vẫn trôi qua như bình thường, con tàu vẫn di chuyển không chút bất thường nào. Làm sao có thể như vậy? Tại sao từ hai góc nhìn lại có sự khác biệt lớn đến thế? Đó chính là hiệu ứng của thuyết tương đối. Khi tốc độ gần đạt tốc độ ánh sáng, hoặc khi một vật thể có khối lượng lớn như lỗ đen tác động, thời gian bắt đầu thay đổi theo những cách không tưởng. Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về nghịch lý thời gian, một hiện tượng kỳ lạ khiến thời gian không còn là điều hiển nhiên như chúng ta từng nghĩ. Những khám phá về thời gian hôm nay có thể sẽ khiến bạn hoài nghi và đặt ra nhiều dấu hỏi về vũ trụ và chính cuộc sống của chúng ta. Hãy quay ngược thời gian về thế kỷ 17, khi Isaac Newton, theo truyền thuyết, đang ngồi dưới gốc cây thì một quả táo rơi xuống. Điều tưởng chừng tầm thường ấy lại dẫn ông đến một ý tưởng mang tính cách mạng. Lực hấp dẫn, một lực kéo các vật về phía nhau. Tuy nhiên, Newton không dừng lại ở việc lý giải luật này. Ông còn cho rằng thời gian, giống như lực hấp dẫn, là tuyệt đối. Nó trôi qua ở một tốc độ không đổi, bất kể bạn ở đâu trong vũ trụ. Theo Newton, thời gian chuyển động giống hệt nhau cho một người đứng trên trái đất và một người đang trôi nổi giữa không gian. Trong nhiều thế kỷ, ý tưởng này hoạt động tốt, đặc biệt là trong các tình huống của đời sống hàng ngày. Nhưng Newton vẫn không thể giải thích được làm thế nào các vật thể lớn như trái đất và mặt trăng lại tác động đến nhau từ khoảng cách xa. Điều ông không biết là thời gian không hoàn toàn đơn giản như vậy. Gần 200 năm sau, Albert Einstein xuất hiện và lật ngược cách chúng ta nhìn nhận thời gian. Ông chứng minh rằng thời gian không phải là tuyệt đối. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, thời gian có thể chậm lại hoặc nhanh hơn, tùy thuộc vào tốc độ bạn di chuyển hoặc lực hấp dẫn ở nơi bạn đứng. Nếu bạn ở gần một vật thể có lực hấp dẫn cực lớn, như một lỗ đen, thời gian đối với bạn sẽ chậm lại đến mức dường như đóng băng khi so sánh với thời gian trên trái đất. Lý thuyết của Einstein chỉ ra rằng lực hấp dẫn không chỉ ảnh hưởng đến vật thể, mà còn bề cộng cả không gian và thời gian. Thay vì thời gian trôi qua đồng nhất cho mọi người, nó trở nên linh hoạt, thay đổi dựa trên vị trí và chuyển động của bạn trong vũ trụ. Ví dụ, càng gần một hành tinh hoặc lỗ đen, thời gian càng trôi chậm hơn so với khi bạn đứng xa hơn. Nhưng sự linh hoạt của thời gian không chỉ hiện diện trong hiện tại. Ngay sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ sơ khai nóng, đặc và tràn ngập lực hấp dẫn mạnh mẽ khiến thời gian trôi chậm hơn đáng kể so với ngày nay. Điều đó không phải vì đồng hồ của chúng ta sai, mà bởi chính mật độ và điều kiện vật lý cơ bản của vũ trụ sơ khai đã kéo dài thời gian. Thời gian, thay vì là một thực thể bất biến, nó đã trở thành một khái niệm có thể thay đổi, uốn cổng theo cách mà chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá và hiểu về nó. Thuyết tương đối rộng của Einstein không chỉ thay đổi cách chúng ta hiểu về thời gian, mà còn mở ra một thế giới, nơi thời gian và không gian không thể tách rời, cùng nhau tạo nên một mạng lưới, được gọi là không thời gian. Trong mạng lưới này, thời gian không còn là một dòng chảy tuyến tính và bất biến, mà có thể bị bẻ cong, kéo giãn hoặc thậm chí uốn lượn theo sự tương tác của lực hấp dẫn và chuyển động. Hãy tưởng tượng vũ trụ trong những khoảnh khắc đầu tiên sau vụ nổ Big Bang. Khối lượng và năng lượng cực lớn tập trung vào một không gian nhỏ bé đến mức mật độ năng lượng đạt mức cực hạn. Điều này dẫn đến lực hấp dẫn mạnh đến mức không chỉ không gian bị nén lại, mà thời gian cũng bị kéo dài. Trong trạng thái này, một giây có thể kéo dài hàng triệu năm theo cách chúng ta đo lường thời gian hiện tại. Đây chính là sự giãn nợ thời gian hấp dẫn, một hiệu ứng xảy ra khi thời gian gần các vật thể có mật độ năng lượng cực cao trôi chậm hơn so với thời gian ở xa chúng. Einstein đã mô tả điều này thông qua các phương trình trường, trong đó lực hấp dẫn được hiểu không phải là một lực thông thường, mà là sự uốn cong của không thời gian. Khi một vật thể có khối lượng lớn, như một lỗ đen hoặc trạng thái ban đầu của vũ trụ, nó làm biến dạng mạng lưới không thời gian xung quanh mình, tạo ra hiệu ứng kéo giãn thời gian. Ngày nay, hiệu ứng này vẫn tồn tại và có thể được quan sát rõ ràng. Ví dụ, trên trái đất, lực hấp dẫn của hành tinh chúng ta làm thời gian trôi chậm hơn một chút
so với ở độ cao của các vệ tinh quay quanh quỹ đạo. Điều này nhớ đến mức không đáng chú ý trong cuộc sống hàng ngày, nhưng với công nghệ như GPS, các vệ tinh phải liên tục hiệu chỉnh để bù cho sự khác biệt về thời gian này, đảm bảo độ chính xác trong việc định vị. Gần các lỗ đen, những nơi có lực hấp dẫn cực mạnh hiệu ứng này trở nên rõ ràng hơn. Khi tiến gần chân trời sự kiện, Horizon, thời gian đối với một quan sát viên đứng ngoài dường như ngừng lại. Điều này có nghĩa là nếu bạn quan sát một vật thể rơi vào lỗ đen, bạn sẽ thấy nó như bị đóng băng ngay tại rìa của chân trời sự kiện, một minh chứng sống động về sự uốn công kỳ lạ của thời gian. Không chỉ lực hấp dẫn, chuyển động ở tốc độ cực cao cũng tác động mạnh đến thời gian. Theo thuyết tương đối hẹp, khi một vật thể di chuyển gần tốc độ ánh sáng, thời gian đối với nó sẽ trôi chậm hơn so với một vật thể đứng yên. Thí nghiệm với các hạt nguyên tử được gia tộc gần tốc độ ánh sáng trong các máy gia tộc hạt đã chứng minh điều này. Các hạt này sống lâu hơn, khi di chuyển nhanh hơn, so với khi chúng ở trạng thái nghỉ. Câu chuyện này không chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm. Nếu bạn du hành qua vũ trụ với tốc độ gần ánh sáng và trở về trái đất, bạn sẽ nhận ra rằng mình đã già đi ít hơn rất nhiều so với những người ở lại. Đây chính là nghịch lý song sinh mà Einstein đã dự đoán. Quay trở lại vũ trụ sơ khai, tất cả những yếu tố này đã kết hợp để khiến thời gian trôi chậm hơn rất nhiều so với ngày nay, khi vũ trụ đã mở rộng và mát mẻ hơn. Những gì chúng ta hiểu về thời gian hiện nay, từ vệ tinh GPS cho đến sự vận hành của các lỗ đen, đều có thể truy ngược về các nguyên tắc đã chi phối ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ. Theo thuyết tương đối hẹp của Albert Einstein, thời gian không phải là một đại lượng bất biến mà phụ thuộc vào vận tốc của một vật thể so với người quan sát. Khi một vật thể di chuyển với vận tốc càng gần tốc độ ánh sáng, thời gian trong hệ quy chiếu của vật thể đó trôi chậm hơn so với hệ quy chiếu của người đứng yên. Đây là hiện tượng giãn nở thời gian do vận tốc. Khi vận tốc của vật thể chuyển động tiệm cận tốc độ ánh sáng, thời gian đối với vật thể di chuyển sẽ dường như ngừng lại hoàn toàn. Đây chính là nền tảng của việc thời gian không phải là bất biến, mà bị uốn cong bởi vận tốc và lực hấp dẫn. Ngay sau vụ nổ lớn, Big Bang, vũ trụ bước vào một trạng thái mở rộng nhanh chóng. Trong giai đoạn đầu, lực hấp dẫn mạnh mẽ chi phối mọi thứ, làm thời gian trôi chậm hơn trong một không gian vô cùng dày đặc và nóng bỏng. Khi vũ trụ tiếp tục mở rộng, mật độ vật chất và năng lượng giảm, khiến lực hấp dẫn suy yếu. Kết quả là thời gian bắt đầu trôi nhanh hơn so với những khoảnh khắc ban đầu. Hiện tượng giãn nợ thời gian này không chỉ là một lý thuyết mà còn có bằng chứng quan sát được. Khi chúng ta nhìn vào ánh sáng từ những thiên hà xa xôi, chúng ta thực sự đang nhìn về hàng tỷ năm trước, gắn với thời điểm vụ nổ lớn. Ánh sáng này, sau khi vượt qua một hành trình kéo dài trong không gian đang giãn nợ, bị kéo dài theo một hiện tượng được gọi là dịch chuyển đỏ. Không chỉ ánh sáng, mà cả thời gian cũng bị kéo dài. Các tín hiệu từ những thiên hà xa xôi trở nên chậm hơn, cho thấy thời gian ở vũ trụ sơ khai chuyển động khác biệt so với ngày nay. Quan sát thực tế về các quasar, những vật thể vũ trụ rực rỡ từ vũ trụ sơ khai, cho thấy chúng dường như tích tắc chậm hơn so với các vật thể tương tự hiện tại. Điều này không phải vì bản chất của quasar khác biệt, mà bởi sự giãn nợ của vũ trụ đã kéo dài mọi thứ, bao gồm cả thời gian. Ánh sáng từ những quasar này mất thời gian lâu hơn để đến được trái đất so với trường hợp vũ trụ không giãn nợ. Hãy tưởng tượng một biểu đồ, trong đó trục X đại diện cho khoảng cách từ một khối vật chất lớn như lỗ đen hoặc trung tâm vũ trụ sơ khai, còn trục Y đại diện cho dòng chảy thời gian. Khi di chuyển gần hơn đến khối vật chất lớn, đường cong trên đồ thị bắt đầu chìm xuống, biểu thị thời gian chậm lại. Độ dốc này càng dốc hơn khi gần lỗ đen hoặc thời điểm vụ nổ lớn, nơi thời gian dường như ngừng lại hoàn toàn đối với một người quan sát từ xa. Hiệu ứng giãn nợ thời gian không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà còn có thể đo lường thực tế. Ví dụ, hệ thống GPS trên trái đất cần tính đến sự khác biệt nhờ về thời gian giữa vệ tinh trên quỹ đạo và bề mặt trái đất do ảnh hưởng của lực hấp dẫn. Trên quy mô vũ trụ, sự giãn nợ thời gian đã định hình cách chúng ta hiểu về những khoảnh khắc sơ khai của vũ trụ. Vũ trụ không chỉ là không gian trải dài, mà còn là nơi thời gian có thể uốn cong và thay đổi. Khi chúng ta nhìn vào quá khứ xa xôi, chúng ta không chỉ nhìn thấy ánh sáng từ những ngày đầu của vũ trụ mà còn thấy cách thời gian đã vận hành khác biệt, thách thức những hiểu biết thông thường của con người. Thời gian, dưới tác động của lực hấp dẫn và chuyển động, trở thành một hiện tượng linh hoạt, thay đổi theo những cách vượt xa tưởng tượng thường ngày của chúng ta. Trong thế giới vật lý, thời gian không chạy với cùng tốc độ trong mọi hệ quy chiếu. Một ví dụ nổi bật minh họa điều này là nghịch lý sinh đôi. Hãy tưởng tượng hai người sinh đôi, cùng tuổi khi bắt đầu câu chuyện. Một người thực hiện chuyến hành trình trong không gian với tốc độ tiệm cận tốc độ ánh sáng, trong khi người còn lại ở yên trên trái đất. Khi người du hành trở về, họ nhận ra mình chỉ già đi rất ít, trong khi người anh em trên trái đất đã trải qua nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Hiện tượng này được giải thích bởi thuyết tương đối hẹp
và sự gia tộc trong thuyết tương đối rộng của Einstein cho thấy thời gian có thể trôi khác nhau phụ thuộc vào vận tốc, gia tộc và trường trọng lực của mọi người. Nhưng nghịch lý sinh đôi chỉ là bề nổi của những bí ẩn về thời gian. Một trong những nghịch lý phức tạp hơn là nghịch lý ông nội. Hãy tưởng tượng bạn quay ngược thời gian và ngăn ông nội của bạn gặp bà nội. Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ không bao giờ được sinh ra. Nhưng nếu bạn không tồn tại, làm sao bạn có thể quay về để ngăn cuộc gặp gỡ đó ngay từ đầu? Đây không chỉ là một bài toán hóc búa về logic, mà còn là thách thức lớn đối với các định luật nhân quả trong vật lý. Một số nhà khoa học cho rằng, các định luật vật lý mà chúng ta biết sẽ không cho phép những nghịch lý như vậy xảy ra. Nhưng liệu điều này có thực sự đúng, hay vũ trụ còn che giấu những cơ chế phức tạp hơn? Nếu vũ trụ có một ý thức như một hệ thống từ cân bằng, liệu nó có thể tự điều chỉnh để ngăn chặn các mâu thuẫn? Hay mọi hành động của chúng ta, dù là du hành thời gian, cũng đều đã nằm trong kế hoạch vĩ đại mà vũ trụ thiết lập từ trước? Phải chăng mọi thứ trong vũ trụ đều được định hướng bởi một dạng trật tự cao hơn, nơi các vòng lập nguyên nhân không phải tự nhiên mà là một phần của cấu trúc hoàn hảo? Bí ẩn này vẫn còn chưa có lời giải, nhưng nó khơi gợi một câu hỏi lớn. Chúng ta đang là người thay đổi vũ trụ, hay chỉ là một phần trong cách mà vũ trụ tự điều chỉnh chính nó? Tôi đã làm một video về ý thức của vũ trụ. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về sự bí ẩn này, hãy bấm vào link ở cuối video hoặc link dưới phần mô tả. Quay trở lại với nội dung hôm nay, một nghịch lý khác, nghịch lý Bootstrap, cũng khiến chúng ta đau đầu. Hãy tưởng tượng bạn quay ngược thời gian và đưa cho Shakespeare một bản sao các tác phẩm nổi tiếng của ông. Shakespeare sử dụng bản sao này để xuất bản các tác phẩm, rồi các thế hệ sau đó học được từ sách vở. Khi bạn quay ngược thời gian và trao lại bản sao này cho ông, câu hỏi đặt ra là, ai thực sự đã viết nên những tác phẩm này từ đầu? Đây chính là nghịch lý Bootstrap, một vòng lập kỳ lạ trong đó thông tin hoặc một vật thể dường như không có nguồn gốc thực sự, mà chỉ tồn tại vì nó được chuyển giao qua lại trong thời gian. Một nghịch lý khác, nghịch lý tiền định, Predestination Paradox, lại khiến chúng ta suy nghĩ về ý chí tự do. Giả sử bạn quay về quá khứ ngăn chặn một thảm họa khủng khiếp, thế nhưng chính hành động của bạn lại khởi nguồn cho thảm họa đó. Dù bạn cố gắng thế nào, dường như bạn chỉ là một phần không thể thiếu trong chuỗi sự kiện đã được định sẵn. Điều này đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm. Chúng ta có thực sự tự do lựa chọn, hay mọi hành động, mọi sự kiện đã được viết sẵn trong cuốn sách của vũ trụ? Phải chăng, như một số lý thuyết cho rằng, thời gian không phải là một dòng chảy tuyến tính, mà là một cấu trúc khép kín, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai đã đan xen một cách bất biến. Thời gian và không gian là những khái niệm trung tâm của vũ trụ, nhưng chúng lại đầy rẫy những điều kỳ lạ và nghịch lý khi chúng ta khám phá sâu hơn. Những ý tưởng tượng trưng như chỉ tồn tại trong khoa học viễn tưởng, như du hành thời gian, thực chất có cơ sở từ thuyết tương đối của Einstein. Chính lý thuyết này đã mở ra khả năng giãn nợ thời gian, ít nhất về lý thuyết, cho thấy rằng du hành thời gian vào tương lai không chỉ có thể xảy ra mà còn đã được minh chứng trong thực tế. Ví dụ, các phi hành gia di chuyển với tốc độ cao ngoài không gian và chịu ảnh hưởng lực hấp dẫn yếu hơn so với trên trái đất sẽ trải nghiệm thời gian chậm hơn. Khi họ trở về, họ sẽ già đi ít hơn một chút so với những người ở lại trên trái đất, một hiệu ứng nhỏ nhưng thực sự của giãn nợ thời gian. Điều này chứng minh rằng du hành thời gian đến tương lai không chỉ khả thi mà còn xảy ra hàng ngày trên quy mô nhỏ. Tuy nhiên, du hành thời gian ngược về quá khứ lại đặt ra những thách thức lớn về logic và thực tại. Nghịch lý ông nội, nơi một người du hành thời gian quay lại và ngăn ông nội, mình gặp bà nội, tạo ra một vòng lập mâu thuẫn. Nếu ông nội không sinh ra cha mẹ của họ, làm sao người đó có thể tồn tại để quay ngược thời gian? Tương tự, nghịch lý Bootstrap gợi ý về sự tồn tại của các vật thể hoặc thông tin không có nguồn gốc rõ ràng như một vòng lập bất tận. Một số nhà khoa học đã đề xuất rằng những nghịch lý này có thể được giải quyết bằng cách giả định sự tồn tại của các dòng thời gian song song hoặc các vũ trụ thay thế. Trong kịch bản này, mỗi lần thay đổi quá khứ sẽ tạo ra một nhánh mới của thực tại, cho phép quá khứ và hiện tại ban đầu không bị xung đột. Những nghịch lý này không chỉ đơn thuần là các câu đố khoa học, chúng thách thức chúng ta khám phá bản chất của thời gian, nhân quả và ý chí tự do. Liệu các sự kiện trong quá khứ có thể được thay đổi, hay chúng ta chỉ là một phần của một kế hoạch đã định trước? Những câu hỏi này làm lung lay cách chúng ta hiểu về thời gian, thay đổi cách chúng ta nhìn nhận vũ trụ và vai trò của chính mình trong đó. Mặc dù du hành thời gian vẫn còn nằm ngoài tầm tay, các nghịch lý mà nó đặt ra buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về sự vận hành của thời gian. Nếu một ngày khoa học khám phá ra những điều này là có thể, thì chúng sẽ thay đổi cuộc sống chúng ta như thế nào? Liệu những phiên bản khác của chúng ta có đang sống cuộc đời
mà chúng ta đã bỏ lỡ, bạn sẽ làm gì nếu những giới hạn này bị phá vỡ? Hãy cùng tưởng tượng và suy ngẫm. Vũ trụ này vô cùng huyền bí và diệu kỳ. Mọi khám phá của chúng ta sẽ dần hé lộ nhiều điều thú vị trong tương lai. Cảm ơn bạn đã cùng chúng tôi tham gia cuộc hành trình khám phá thời gian này. Nếu bạn thấy nội dung thú vị, đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Hãy tiếp tục theo dõi video gợi ý trên màn hình để khám phá thêm những điều kỳ thú về vũ trụ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.